đúng đó là lòng nóng kho đó. Thì chương trình của mình bắt đầu mình giá anh thấy hơi bự nhưng mà không sao, rồi mình ráng được. Tôm giờ chơi luôn nguyên cưới con vậy đi chứ lựa gì nữa. Nước mắm này, cái này thì thiếu một miếng thịt nữa. Cái nồi mắm kho này nó ngon tuyệt vời. Em kiếm miếng thịt sườn đại khái đó gặp lại này, với miếng ớt nữa. Trời ơi, cái son thì vẫn còn là cái son nha. Em nước nước miếng cái tô mắm mà mình nước ra đây đó. Trời ơi, lâu lắm rồi em mới được làm vua một bữa, thôi lỡ rồi mình làm vua luôn. Cơm để tượng trưng thôi, để em làm cái này nó ngon. Thử cái này lâu lắm rồi. Mình làm thử trước ngò gai. Cái ngò gai này mình trồng ở nhà luôn, thì mình để cho nó được ngon thì kẹp khế chua, bông điên điển. Bông điên điển em chơi nguyên tàu luôn chứ là đúng là lặt, nhưng mà nó dấp cá cũng nãy cắt luôn nè. Rút lũi, rút cây, thủ hết. Làm gì làm phải kẹp vô cọng bông súng nha. Cái này lâu năm lắm rồi, thì kẹp nó rồi mình nhúng vô trong này, nhúng vô trong mắm kho của mình á đó. Mình để vô luôn. Vừa để vô cái điện nó giật luôn. Hôm nay mình tiến triển thêm rồi, cái chàng rau mình có thêm lá cóc để mình làm thử cái cá cóc thì nó ra thế nào. Làm việc làm mới có miếng khế chua, miếng chuối chát. Nếu mà ai ăn được hai miếng thì kẹp vô. Cái này có lá cóc nha, chứ này em ăn với lá cóc. Em quên luôn cái nồi này. Nhúng nhúng vô luôn, vẫn nhúng vô cái tô của mình ăn nha. Chút cho đèn lên. Thử miếng cá. Cá kho không bị nát nha. Cá này cá hồng đây. Kho không nát. Rất là ngon. Trông rất là tươi. Khi mà mình kho nó đúng á, mình không cần nêm. Thử cái bông này nè, cái bông tinh điển nha. Cái hẹ, nãy giờ quên hẹ nữa. Hẹ, rồi tế móc luôn. Nãy mình còn lịch sự mình ấy, giờ mình bóc luôn. Hẹ, cái hẹ rất là ngon. Nó nhiều quá đi, em kẹp cái này em sóc cái kia. Trung mắm kinh nghiệm mà để mình chia sẻ thêm đó. Cái lá cóc ngon,
cái lá cóc chén này mình ăn cảm thấy nó ngon là tại vì cái hậu chua của lá cóc nó có cái hậu chua. Mà nếu như mình rau sống mà mình làm thường kiểu mà cái truyền thống của mình đó là không có cái chua nhiều thì cái lá cóc này nó rất là đặc biệt. Thì bà con nếu thử ăn lá cóc thì cóc thái ở đây trồng rất là dễ, cóc thái trồng dễ lắm. Cái này chấm vô cái dĩa này mình thưởng thôi chứ. Nếm thử miếng thịt. Sơn cái dĩa rau của em rất là đặc biệt, rau giúp cá, hoa súng, khế chua, chuối chát, lá cóc, bông lục bình, bông súng, hẹ, hẹ ta, đặc biệt nhất là bông điên điển đây. Ở đây mà được ăn cái bông điên điển với mắm thì thật sự nói là một cảm giác không có diễn tả nổi. Thì nó mắm kho thì đặc biệt, ngon nhất là mắm chứ không phải là thịt tôm cá. Khi cái mắm ngon đó mình kho được cái nồi mắm rất là trọn vẹn, mình không cần thiết phải nêm nếm bất cứ gì tại vì trong mắm nó ngọt, nó ngon sẵn rồi. Thì nếu mà dân chuyên nghiệp mà ăn mắm với dân miền Tây mình đó thì nói mắm ngon không cần phải nêm bất cứ gì tại nồi mắm nó ra là vừa ăn rồi. Em ăn mấy chút đổ mồ hôi nha. Ok, mời chúc quý vị. Anh Kiều cảm ơn quý vị rất là nhiều. Tạm biệt.